Chúa Giêsu là vua. Thưa anh chị em, Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội long trọng cử hành lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ với niềm vui khôn tả và quả quyết rằng người là vua và là Chúa chúng ta. Nhưng vương quốc của người không thuộc về thế gian này. Vậy người là vua những gì? Người là vua vinh quang, vua mọi sự. Đơn giản, người là vua, hoàn toàn là vua. Thực tế xem ra khó chấp nhận, vì con người muốn biến Đức Giêsu thành trò cười khi mặc cho người áo tím và đội vòng gai. Theo Kinh Thánh ấy, Thiên Chúa là vua dân Ngài tuyển chọn. Tước hiệu này ấy, được gắn cho Chúa Kitô. Chính nơi người mà mặc khải được hoàn tất. Người đã khai mở triều đại Thiên Chúa bằng chiến thắng trên sự chết. Khước từ vương quốc nhân loại sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Biết họ muốn tôn phong người lên làm vua. Người sẽ thể hiện ý nghĩa tuyệt đối về vương quốc của Thiên Chúa trên thập giá. Bị kết án bởi những tham vọng của vương quốc thế trần, nhưng chiến thắng bằng vương quốc vĩnh cửu, yêu thương và an bình. Khi nói đến tước hiệu vua, một số người thường nghĩ ngay đến quyền lực và sức mạnh tuyệt đối. Nhưng quyền ở đây là gì? Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe có câu trả lời. Đó là quyền sống đời đời. Vậy câu hỏi được đặt ra, chúng ta trao quyền đó cho ai? Chính chúng ta cũng không có quyền sống đời đời. Làm sao chúng ta có thể trao ban cho người khác được? Ngay cả sự sống chúng ta lãnh nhận, chúng ta cũng không thể tặng ban cho chính mình. Huống hồ là sự sống thần linh, sự sống đời đời. Chúng ta lãnh nhận sự sống từ Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể trao ban sự sống ấy. Chúa Cha đã trao cho Chúa Con quyền này và đặt vào tay Chúa Con, nên Chúa Con là vua vũ trụ. Lời nguyện thánh lễ hôm nay cho thấy Thiên Chúa muốn thiết lập một sự nơi con yêu dấu của Ngài là vua vũ trụ. Chúa Giêsu là nền tảng của chúng ta, nơi người chúng ta đặt mọi hy vọng. Chúng ta biết muốn xây dựng một lâu đài cao vút thì nền móng phải vững chắc và đáng tin. Vậy Chúa Giêsu là đá tảng từ trời xuống đặt nền trên trái đất. Từ đất lên tới trời. Xây dựng một nhân loại mới. Đời sống chúng ta được xây dựng trên Chúa Kitô. Đức tin càng chắc chắn và sống động thì sự hiện hữu của chúng ta càng gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa. Chính bởi nghe và đồng hóa với lời Thiên Chúa mà đức tin chúng ta trở nên chắc chắn và lớn lên trong Đức Kitô. Lời cầu nguyện đầu lễ: Xin cho hết mọi loài thọ tất sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Một trong những thuộc tính của vị vua là bảo vệ thần dân, giải phóng dân của mình khỏi tay quân thù. Chúa Kitô vua đã giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết. Hận thù, bạo lực, ngẫu tưởng làm chúng ta thất vọng. Người đến giải thoát chúng ta khỏi mãnh lực của sự chết, khỏi nô lệ của mọi thứ vui, rượu chè, cờ bạc,
xì ke, ma túy. Lời Chúa trong sách tiên tri Ezekiel: chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế: ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Và khi giải thoát chúng ta, Đức Kitô đã đưa ra khỏi tình trạng nô lệ để chúng ta trở nên những người tự do. Chính tình yêu cho phép chúng ta sự sống của Thiên Chúa nơi con người và phục vụ đồng loại trong yêu thương khi trao ban cho người đói đồ ăn, người khát thức uống, cho khách đỗ nhờ, cho người mình trần áo mặc, viếng thăm kẻ bị giam cầm, an ủi người cùng khổ. Tóm lại, yêu thương và phục vụ con người là trả lại cho anh em đồng loại phẩm giá bị đánh mất. Đây chính là điều Đức Giê-xu đã làm để giải thoát con người. Sau cùng, Đức Kitô có quyền xét xử. Chính người tuyên án: mỗi lần các ngươi đã làm hay các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn của ta đây, là các ngươi đã làm hay các ngươi đã không làm cho chính ta. Chúng ta không thể chiếm lấy gia nghiệp nước trời đã chuẩn bị từ tạo thiên lập địa cho những ai phục vụ trong yêu thương. Chỉ người sống yêu thương mới có chỗ trong triều đại sự sống và chân lý, ân sủng và thánh thiện, công chính, yêu thương và an bình của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện ca hiệp lễ kết thúc bằng lời cầu xin: cho hết mọi loài thọ sinh biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh, và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Nếu Đức Kitô vua đã chiến đấu cho đến chết, thì các thần dân cũng phải chiến đấu. Vì thể chế xã hội loài người không muốn Đức Kitô cai trị trên họ, nên họ chiến đấu chống lại Đức Kitô. Nếu chúng ta là thần dân của Đức Kitô, chúng ta phải cầm vũ khí tốt để chiến đấu. Vũ khí ấy là chuyên cần cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích. Sự chúc lành của Thiên Chúa chỉ cho chúng ta trước cuộc chiến đấu. Biết chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa và của Đức Kitô trên mọi sức mạnh của sự giữ. Chúng ta chỉ còn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Kitô, sống trung thành với Ngài như những tôi tớ can trường trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến, để một ngày kia chúng ta có thể nghe vua Kitô nói với chúng ta rằng: hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Lạy Chúa Giê-xu là vua các vua, Chúa các Chúa, vua của vũ hoàn, chúng con cùng với muôn loài thụ tạo cung chúc tôn thờ và cảm tạ vua Giê-xu, vua tình yêu. Xin cho đời chúng con thành lời ca ngợi, luôn làm theo ý vua vũ hoàn, nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân. Lạy Đức Giê-xu Kitô là vua vũ trụ, mọi vinh quang và danh dự cho Thiên Chúa Cha đến muôn đời. Amen.